Xin chào anh em, hôm nay mình xin giới thiệu đến anh em những mẫu đồng hồ nam có size mặt nhỏ phù hợp với các bạn có cổ tay gầy, xương. Trước hết thì mình nói qua đồng hồ nam thì size mặt thường ở từ 32 cho đến 44 mm. Với những anh em có cổ tay nhỏ thì nên chọn những mẫu có đồng size mặt từ 32 đến 36 mm. Ở đây mình trong video này mình sẽ giới thiệu đến anh em một số mẫu có size mặt nhỏ khoảng từ 32 34 mm để anh em có thể tham khảo chọn mua. Đầu tiên thì mình giới thiệu một số mẫu Longines T08, mã là T08 nhé. Đó. Số đá này, số vạch này, đây là số vạch mặt vàng này. Cái mẫu này là mẫu dây demi. Đây, 8 lô, số 5 mã. Đến đi số 5 mã. Đó. Các cái dòng này thì có size mặt là 32 mm. Máy mỏng. Máy rất là mỏng. 32 là bé nhất của nam rồi. Nghe một tay nóng. Tay gầy và nhỏ đeo đẹp nhé. Tay mình cũng hơi lớn một chút, mình thường đeo 40. Máy rất là mỏng. Máy này chỉ khoảng đây. Máy rất là mỏng, chỉ khoảng 4 đến 5 mm, đầu kính 32. Longines một loại khác nữa thì size này nó máy nó dày hơn một chút. Máy tròn, dày hơn một chút. Đường kính mặt cũng là 32 mm. Tiếp theo thì có thể đối với dòng dây da thì các bạn đeo có thể dùng xem Movado. Movado xanh mặt 34. Đó, đến dây trơn, mua đôi dây trơn, máy cũng khá là mỏng. Có thể là máy tròn và máy nắp tròn không mấy. Đến đi mặt vàng. Một loại có mặt nhỏ nữa là dòng Rolex thời trang. Ra mặt 34 mm, máy cũng rất là mỏng, làm phát vào trong. Đó, dây da Hà Nội tốt. Cây có lịch thứ và lịch hành màu vàng. Cái dòng Rolex này có loại một lịch thôi, nó cũng tương đương nhau mà nó chỉ khác nhau về thiết kế một lịch thôi. Máy cũng mỏng. Đấy, mặt màu trắng, mặt màu vàng, máy mỏng. To hơn một chút là khoảng tầm 36 mm thì các bạn có thể tham khảo Omega 69, 36 mm. Đó, màu trắng. Để mi mặt trắng này, để mi mặt trắng này rất nhiều bạn nam ưa chuộng. Vậy size 36 mm bạn nhá. Đó là một số mẫu. Đây là một số mẫu để cho anh em tay vừa và nhỏ. Đó, Omega. Mình nói qua về chất lượng là các cái dòng này thì sử dụng mặt kính sapphire nhá, mặt kính sapphire chống xước. Máy pin Nhật.
rồi ra sử dụng pin khoảng tầm 2 năm. Các sản phẩm bên mình bảo hành 12 tháng nhưng bảo hành cả pin, các bạn mua thì bên mình bảo hành cả pin trong thời gian bảo hành thay pin miễn phí. Đây là Sapphire, mình sẽ test thử một Sapphire cho các bạn xem. Nó giọt nước đọng trên. Sapphire đọng nước chảy không ngừng. Đọng trên mặt kính. Đây mình sẽ dùng rau và hoa quả. Sapphire này cảm thấy nó cũng không một cái xước này. Chống xước rất tốt. Về khả năng chống nước của cái dòng này thì các bạn sử dụng đi mưa rửa tay được nhé. Sử dụng đi mưa rửa tay được, mình sẽ test thử một số mẫu ở đây. Đóng chốt nha. Các bạn vẫn thấy đồng hồ hoạt động. Chống nước rất tốt. Đi mưa rửa tay. Với số mốt lên ta thì tốt nhất các bạn hạn chế dùng nước so với dây kim loại. Dây kim loại thì dùng thoải mái. Và dây ta thì da nó ẩm, nó sẽ nhanh hư. Tay nhỏ gầy đeo đẹp. Mua vào đồ. Viền vàng và đen. Đây không phải. Trên đây là một số mẫu đồng hồ có size mặt nhỏ dành cho các bạn nam gầy, cổ tay nhỏ. Video của mình thì đây là kết thúc. Các bạn có thể truy cập website đồnghoplus.com để tham khảo các mẫu khác của bên mình nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.